Đây trời trời đó, em còn nhớ cái hôm bữa kia nhà tù mà anh quay với em không? Anh à, nhớ, nhớ, nhớ 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 anh ơi. Anh Tùng, anh Tùng nó sang bên đấy rồi. Ôi, cái gì kìa? Ủa, ủa, con bé gà của em hả? Thousand years later. Okay, thì hai chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng em đã quay trở lại với Mini World. Yeah! Thì hôm nay anh em thấy mình nhây không? Mình đùa với anh em tí thôi. Thì hôm nay là cũng đã gần đến ngày Giáng sinh rồi anh em ơi. Thì nhà của mình vẫn như là những cái ngày thường là đã trang trí nhà Giáng sinh cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ thử mình bóc quà của ông già Noel ra coi. Thì hôm nay đúng là anh Vịt kỳ cục ghê. Anh Vịt là cái người lớn nhất trong team mà ảnh không có chịu mà tặng quà cho mấy đứa em vậy, là kỳ cục quá. Thôi để mình sẽ thử mình khui quà của ông già Noel coi. Trời ơi, trời quá trời đồ quà nè. Trời, lại thêm một cây thông Noel nữa. Mình có nhiều cây thông quá vậy trời. Mình đang cần một cây thông bồn cầu mà không có toàn thông Noel không à. Rồi để mình kiếm coi. Còn cái này đặt ở đâu giờ? Đó, đặt trang trí đây nè. Trời ơi, đẹp ngay. Ủa dạ? Dạ dạ dạ. Đây, đổ con SH vô đây. Đó, SH là đi phải đổ vô đây tấp đề phòng ấy. Ủa dịch. Ủa, anh hôm nay anh mặc đồ gì vậy? Xin giới thiệu, mình là giáo sư Vịt. Giáo sư Vịt hả? Cái gì vậy? Cái gì mà anh mặc đồ nhìn à, thực ra là nhìn trong anh giống báo thư anh trong phong cách gọi là thám tử á, đó kiểu kiểu đó. Không, đại nhìn tâm đâu. Nhưng mà nhìn trong anh giống giáo sư quá. Anh hôm nay có một phòng cặp kính rồi, các bạn nhìn thấy mình phong cận rồi đều cận hết. Đã đâu, anh đã đứng ra cho em coi đó. Thấy không? Nhìn y như là hai anh em sinh đôi. Ok ok, sao? Ủa mà hôm nay anh qua đây có cái gì không? Ê, từ khi mà anh mặc cái áo mới này, anh thấy cuộc sống nó tươi đẹp nên là anh quyết định anh làm một điều có nghĩa. Hôm nay anh sẽ mang đến cho Phong một bất ngờ. Bất ngờ gì anh? Phong ơi, từ từ quay đi lùi đi lùi quay 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 lưng lại quay lưng lại. Quay lưng lại, quay lưng lại rồi. Đi lùi. Lùi Phong, lùi Phong ạ. Cay cay. Đi lùi lùi dần lùi dần. Ê. Rồi sao sao? Lùi tiếp, lùi tiếp, lùi tiếp. Lùi tiếp hả? Rồi lùi tiếp. Rồi đứng lại, stop. Rồi sao nữa? 2 1. Quay lưng lại. Quay lưng lại. Đúng rồi. Ta da. Wow! Ủa mà cái này là gì anh? Hả? Ủa này là gì vậy? Đón xem. Ủa gì vậy? Ủa tự nhiên mà Timmy nó xuất hiện đâu ra vậy? Tôi đang ngủ, tự nhiên tôi nghe cái gì mà ồn ào quá trời luôn. Xong tôi thấy cứ một con sóc ở đây, cái tôi đánh nó chết rồi. Ủa anh Bạch, bà giết con sóc của anh rồi. Rồi giết cho con SH của anh rồi. Ok đi, tí anh trở lại không sao đâu con này. Này lấy gì á, này lấy gì á? Ủa mà này lấy gì anh Dịch? Bà đi xuống. Tào lao à, đứng xuống. Xuống rồi, đứng rồi. Rồi, ok, bây giờ đứng thiết đây rồi. Trân trọng giới thiệu với Timmy Đồ và Phong Cường. Đây là một trái dứng. Ôi, một trái trứng. Đó. Cái gì, cái gì? Cái này là trái dứng. trái trứng rồi mọi người. À, trái trứng à, trái trứng, ok. Trái trứng, đó, một trái trứng này nó là một cỏ của một con gà gọi là siêu quý hiếm. Đó, ghê không, ghê không? Ủa anh? Bởi vì anh vừa mới đi sự kiện gọi là khoa học về, đó. Ủa, vậy là anh làm giáo sư và anh đã chế tạo được cái quả trứng khổng lồ này hả? À đúng rồi, thực ra nói là anh chế tạo ơi, nhưng mà thực ra là anh học lọt người ta rồi anh làm nó cái này. Nó vậy thôi, chả ổng đi ăn cắp về không ơi. Ủa vậy hả? Bà cái mỏ bà, tôi chọc chết bà. Bây giờ bà nhìn lại, bây giờ đây là một gọi là trái dứng, quên trái trứng cực kỳ kinh khủng khiếp luôn. Bên trong này nó có một con gà gọi là siêu quý hiếm, nhưng mà con gà này nó mỗi tội gặp một vấn đề là cái sức phát triển của nó không được bình thường lắm đâu, mà là cái vỏ trứng nó cứng quá, giờ nó lớn rồi mà, tức là nó đủ sức để nó trưởng thành rồi á, nhưng mà nó không chui ra được. Nó không chui ra được hả? Ê, mình phải cứu nó. Ơ đây đợi em xíu, để em xíu. Từ từ. Bà đập đến khi nào? Để tôi xíu, tôi vô tôi kiếm coi có gì đập không. Tôi coi. Thôi nè, đập. Đi ra, tôi đập một phát rồi xong nè. Ủa rồi. Ủa rồi, con gì đâu? Con gì đâu? Con gà đâu? Quý hiếm này hả? Ủa sao cái trứng bự lắm mà sao con gà cái chút xíu vậy anh? Sao gà nó xíu vậy? Ủa cái gì vậy? Hình như anh pha trộn sai tỷ lệ ơi, sao cái quá con gà nó quá lại mở. Ủa tính ra cái trứng nó bự chù dùi luôn mà được có con gà chút xíu vậy. Chắc là anh trộn sai tỷ lệ. Mới đầu tôi tưởng là một con gà bự lắm, tôi tính là tôi sẽ làm một tô cà ri thật là bự khổng lồ. Ai dè đâu con gà cái chút xíu. Con gà là nó bé như kiểu cái Trung Quốc. Ủa mà anh ơi, sao tự nhiên con gà đi em vậy? Kỳ vậy? Ai biết đâu? Chắc là quái em á. Ủa hay à đúng rồi, em nhớ rồi, thường mà ta kêu á là mấy con vật mà ở trong trứng nó ra, nó thấy ai đầu tiên thì nó sẽ nghĩ là mẹ của nó.
Ủa sao nó đi theo em nè? Tao đâu phải mẹ mày đâu, mày theo tao làm gì? Đi ra. Gì lo gì phong cận. Ủa mày đi ra, tao không phải mẹ mày đâu, mày theo tao làm gì trời? Con gà này. Ủa gì kỳ anh? Ủa vậy là giờ em anh cho em á hả? Ừ, anh tặng em mà, nhưng mà hơi sai tí mà chắc không sao đâu, em cứ nuôi dần như là nó lớn. Ờ thôi cũng được, em cũng không thích con gà bự đâu, em nuôi con gà nhỏ nhỏ thôi cũng được. Ờ ok rồi, tao sẽ đặt tên cho mày nha. Ơi để mình đặt tên là gì giờ ta? Thôi kệ đi, nói chung em từ từ em đặt tên sau tí nữa em sẽ hỏi bà Timmy coi, để bà Timmy bà mới có mấy cái tên hay lắm. Đi theo tao nè, tao sẽ xây nhà cho mày nha, gà đi theo tao nè. À, bây giờ mình sẽ xây nhà cho nó nha các bạn. Ơi vậy cảm ơn anh Dịch nha. Anh đi đâu đi em dẫn con gà của em về để em nuôi nè. Okay. Đi theo tao. Anh đi nha, có gì khó khăn thì con gà kêu anh nha. Rồi chừng nào nắng trời đi nó nhớ gọi tôi qua ăn nha, không mà tôi về á. Trời bà mua sẵn bánh mì luôn kìa, anh muốn làm con gà, làm thịt con gà luôn rồi. Tao coi mày đứng đây nha, từ tao làm cho mày cái chuồng nè để xem coi. Nhà mình thì mình không có gì để xây chuồng cho nó hết à. Nhà mình khá là nghèo cho nên mình nghĩ là mình có máy lắp kim cương của Ren nè để mình lấy mình xây. Ủa thì mình nghèo, mình không có gì mình xây, mình phải dùng lốc kim cương, đúng rồi. Ok, hàng trước đi, mình phải mang con gà đi trong nhà đây. Đi vô nhà con, vô nhà. Mày phải ở trong nhà, mày chạy vòng mà tao xây nhà cho mày chạy đâu mất tiêu nữa. Ok, ở trong nhà nha. Rồi đi ra ngoài Timmy. Nhốt ở trong nhà đi, Đóng lại. Rồi, ok. Mình sẽ xây nhà cho con gà của mình nha. Mình nghĩ là mình sẽ xây kế bên đây đi để mình xây nhà cho nó. Để mình xem coi bây giờ có cái gì đây, có sản hay gì ở đây không để mình xây nhà cho nó coi. Trước tiên là mình sẽ chế gỗ ra. Ok thì mình sẽ chế tạo cho nó một cái nhà ở đây nha, để mình sẽ xây cái khung nhà trước cho nó nè. Chị tính xây nhà không nuôi là thôi, bây giờ tôi nói ông nghe vậy là không, giờ tôi sẽ đợi cho ông xây cái nhà xong ông bỏ nó vô đây, xong ông nuôi nó lớn cho nó ăn thóc, rồi cuối cùng đợi nó bự thì còn bự ông gọi tôi qua ăn cà ri. Ok rồi thôi bà về nhà mà làm gì làm đi tôi xây nhà cho nó. Tới hay cần tôi qua ăn phụ thì nhớ gọi. Trời ăn phụ luôn hả, còn lâu nha. Con gà tôi để tôi làm thú cưng chứ không làm thức ăn đâu, mà rồi ăn thịt con gà của tôi. Từ để mình xây cho con gà của mình một cái chuồng thật là đẹp luôn em ơi. Trời ơi, một cái chuồng bằng kim cương luôn. Mình thì mình nghèo quá, mình không có gì để xây hết, cho nên mình đành phải xây bằng kim cương á anh em. Chứ thật ra là nếu mà được thì mình sẽ xây cho nó bằng đá hay gì đó, nhìn cho nó đẹp hơn, cho nó sang trọng. Tại vì mình nghèo quá mà mình đâu còn cái gì để xây đâu, đành phải xây bằng kim cương thôi. Ui. Đặt vào như thế này. Đó, đẹp rồi nè. Ok, nhà sang trọng ngay thôi. Ở khoan, mình nghĩ là mình sẽ làm một ít bó lúa hay gì. Để mà chỗ này có cái cục này nè, cái cục này hình như là cục xốp hay cục gì nè, để mình lấy cục này để mình làm cái chỗ nằm cho con gà của mình phải làm cho nó một cái tổ chứ. Ủa trời ấm áp luôn, trời có mút tụi nè cho con gà của mình nó ngủ đó. Hồi cái nhà quá đẹp. Để mình vô mình dẫn con bé gà của mình ra cái nào. Mình nó đâu ta? Ôi bé gà ơi, nhớ anh không con? Trời nhớ hả? Đi con ơi, đi theo ba nè. Đi theo ba nè, bé gà. Đi qua đây. Qua đây nè. Đi. Đây là nhà mới của con nè, thấy đẹp không? Ta da. Trời ơi, nhà bằng kim cương luôn á, đẹp không con? Đẹp không? Hồi đẹp quá ha. Đi vô đây. Vô đây nè. Vô đây con ơi. Ừ vô đây. Vô sâu hơn, tự nhiên sẽ đứng ở ngoài đây, đừng đứng ngoài lạnh lắm. Giờ là đang mùa đông mà. Ok con trong nhà nha, trời ơi. Trong nhà nha con, ủa con đâu rồi? À, ok con trong nhà nha. Ok, thì anh em ơi, mình đã xây dựng cho thú cưng của mình là một bé gà tí hon. Mình đã xây được cho bé gà tí hon của mình một căn nhà để nó có thể mà trú đông được rồi. Trời ơi, mình thích con gà này quá, nó có chút xíu rồi, nhìn cưng ghê luôn á. Thôi mình chắc mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi vô nhà mình ngủ đi, rồi sau đó tối nay mình sẽ ra mình kiếm thức ăn đồ gì cho nó. Sau ở nhà mình cũng có trồng quá trời lúa luôn nè. Có thể là mình nghĩ là con gà thì nó thường là ăn thóc ăn lúa, anh em thì nó sẽ ăn những cái này. Thôi mình mệt quá, xây cái nhà xong mình mệt, chắc là mình sẽ đi vào nhà để mình ngủ đây. Mình vừa ngủ quá. Ủa cái gì vậy, dướng díu quá vậy. Ủa dướng mấy cái này nè, phải nồi thật đào ra cái nè, dướng quá à. Đang ngủ mà tự nhiên treo mấy cái này lên bị dướng cái giường này, không leo giường nằm được. Ok rồi, được rồi nè, rồi đi ngủ rồi nè. Ôi trời, mấy giờ trời. Oh my god, trời mình phải dậy cho con bé gà của mình ăn nữa. Ôi hôm nay ngủ ngon quá anh em ơi. Đúng là mùa đông lạnh quá, đúng là ở trong nhà ngủ là tốt nhất rồi. Để qua con bé gà của mình đâu rồi. La 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 la. Ôi trời ơi, cái nhà bằng kim cương nè, đó. Bé gà, ủa? Con bé gà tí hon rồi. Ủa nó đi đâu rồi ta? Ủa hay nó đi đâu? Ủa cái gì vậy? Trời! Cái
cái ruộng cái ruộng lúa của mình rồi, mấy quả dưa hấu của mình. Trời ơi, oh no, chuyện gì đã xảy ra? Con bé gà, con bé ủa này, cái này kìa, có phải là bé con bé gà tí hon không vậy? Ủa sao giờ nó bự vậy anh em nhìn nè, nó bự bằng mình luôn nè. Thôi mới mới đầu đó chỉ bằng bự bằng cái chiếc dép của mình thôi, giờ nó bự dữ vậy. Cái này chị gì đang xảy ra? Mình phải qua mình phải hỏi giáo sư Mr. Vịt mới được. Qua đây anh coi kìa, cái con gà mà hôm qua anh tặng cho em nè, hôm nay nó bự quá nè. Ôi chúc mừng nha. Chúc mừng cái gì? Đây gà mới hả? Gà của anh bé xíu à? Không, trời, cái con gà này là con bé gà tí hon ngày qua của anh đó, mà không biết hôm nay sao tiện nó bự khổng lồ luôn. Ủa đây con gà tặng em hả? Đúng rồi, con gà hôm qua anh tặng em đó. Sao to vậy? Em đâu biết đâu, tự nhiên sáng em vậy em thấy. Em đứng anh giờ to bằng con gà luôn. Đúng rồi, anh nhỏ hơn nó nữa trời. Sao em cho anh mày dây gì mà to vậy, bự vậy? Em đâu biết đâu, em nhốt nó trong cái chuồng kìa, xong đầu tự nhiên nó ra nó ăn hết cái đống dưa hấu ruộng lúa của em, cái cây nó nuốt luôn, giờ nó bự vậy luôn nè. Giờ sao? Em đâu biết, giờ nó bự quá, giờ tính sao anh? Trời ơi, lỡ mà. Nói chung là con này nó là sai công thức rồi đó, mà anh mất kiểm soát cái nó rồi. Người ta có chế tạo ra một cái công thức để gọi là điều hòa dinh dưỡng cho con gà đây này, em cầm đi coi. Đó, nhưng mà anh không biết là có tác dụng không nữa, nhưng mà nói chung là anh bận lắm, anh không biết nó làm sao đâu. Em giải quyết đi, hòa em thịt rồi em cho vào nồi em lẩu luôn được. Trời không được, không được. Đây là thú cưng của em mà. Lỡ mà bà Timmy bà thấy con gà bự quá, cứ bà ban đi bà nấu cà ri luôn á. Nó dưới nước nó đâu có bơi được đâu. Lên con trời ơi. Gà em mang giấu đi, hoặc là em phải tìm cái em chứa bạn nữa, chứ không bà Timmy bà thấy con gà bự này là bà ấy thèm lắm á. Ủa giờ sao? Từ giờ thôi được rồi, đi theo anh, con gà đi theo anh. Trời ơi, anh vịt anh tạo ra nó xong giờ anh không chịu có thuốc giải cho nó bự dữ vậy. Sao nó không đi ra vậy ta? Thôi kệ đi, cho nó đây luôn. Giờ sao trời, để mình nhốt nó lại đi. Ok con trong đây nha. Giờ mình phải tìm cách nào đó để mình cứu nó anh em ơi. Rồi chết rồi, giờ làm sao đây? Trời ơi. Giờ mình phải suy nghĩ cách đã các anh em ơi, hoặc là phải chờ anh Mr. Vịt tìm ra được cái thuốc giải cho nó mới được. Ôi trời anh em ơi, mình đang ngồi đây để mình đợi anh Mr. Dịch để xem coi ảnh có tìm được cái cách nào có thể chữa bệnh được cho bé gà tí hon của mình không nữa. Ủa chứ gì vậy? Ủa gì anh Dịch? Gì anh? Anh có chuyện nhất con cháu. Chuyện gì? Nói nhanh đi anh. Ủa có liên quan đến con bé gà không? Hôm qua anh chế tạo 2 viên này, mà hôm nay còn mỗi viên. Ủa vậy là anh nói là con bé gà của em nó ăn viên rồi hả? Anh không khẳng định là con bé gà của em ăn, nhưng mà với dấu của nó hiện tại thì 99.99% là nó nuốt phải cái viên đấy rồi, anh chắc luôn. Ủa mà rồi con bé gà của em đâu rồi? Cái con bé gà của em á, bị hiện tại là anh thấy nó chuẩn bị lê la quanh bên nhà anh, đồ ăn bên nhà anh rồi đấy, mà anh tóm nó anh cất ở một chỗ an toàn để chống việc bà Timmy bà cho nó vào vô nồi lẩu rồi. Ủa rồi con bé gà của em đâu? Ủa anh đi đâu hả? Ok anh đi. Em mang nó đến một nơi vô cùng an toàn rồi. Đây. Đây chào đây. Ờ em còn nhớ cái hôm bữa cái nhà tù mà anh quay về em không? Anh nhớ đó, anh ơi. Anh Tùng nó sang bên đấy rồi. Ôi, cái gì kìa? Ủa con bé gà của em hả? Đây bây giờ nó thành con gà này rồi. Bây giờ em nhiệm vụ của em là em phải chui vô bụng nó. Xong rồi em tìm cách em móc cái viên thuốc ấy ra, không thì cái viên thuốc đấy vẫn còn tác dụng thì nó sẽ càng ngày nó càng lớn lên. Xong nó to như con gorilla luôn, nó cạp đầu anh em mình luôn á. Ủa vậy giờ sao? Giờ em phải chui vô bụng nó để em lấy cái viên thuốc này hả? Ôi anh rồi, em yên tâm, bây giờ cái nhà tù này chắc chắn lắm. Nên là em có thể hoàn toàn em yên tâm là em chui vô bụng nó để em lấy cái viên thuốc. Nếu mà xui xẻo rồi em chết luôn trong đấy thì cũng không ảnh hưởng đến ai đâu. À quên, em chui trong đấy thì em có thể thoải mái làm việc nữa, hiểu không? Ủa rồi sao anh không lấy mà anh bắt em lấy? Thực ra là anh là giáo sư mà. Anh là bụng quay, em vào bụng quay phải đi toilet này. Ủa vậy kìa, giáo sư gì kỳ trời. Ok các bạn ơi, mình đã đi đến nơi đây, mình vừa mới giờ chuẩn bị kiếm nè, rồi mấy khoan nè, đủ thứ để mình có thể vào mình chữa bệnh cho con gà này rồi. Trời nó bự khổng lồ luôn rồi anh em ơi. Bây giờ mình phải leo trên miệng của nó kìa, mình phải chui trong miệng của nó để mình vào trong bụng của nó mình mới chữa bệnh cho nó được. Mình phải lấy được cái viên thuốc ra thôi, là nó sẽ càng lúc càng bự hơn và nó sẽ phá hủy luôn cái ngôi làng của mình luôn. Mình phải leo lên cái đã. Ui rồi hết leo được rồi, để mình khoan cái miệng nó ra luôn để mình chui vào trong bụng nó. Trời ơi. Rồi trời ơi, giờ mình đang ở trong cổ của nó nè. Ui trời, không ngờ là ở trong bụng con gà có cái dung nhám anh em. Hình như cái nào phải là dung nhám, đây là cái axit hay sao á, để kiểu mà để tiêu hóa thức ăn anh em. Trời cái gì mà nhện đâu đây tùm lum. Hình như cái cục trắng hay là cái viên thuốc phải không? Thì mình giết con nhện đây nè, đi ra đây. Trời ui nó nằm trên đầu bên kia. Ui rồi bây giờ mình nhiệm vụ của mình bây giờ là mình phải phá cái viên thuốc này ra để mình cứu con bé gà để cho nó phải trở lại được bình thường. Đây mình phải phá cái viên thuốc này ra cái nè. Trời ơi. Ok anh em ơi, thì mình đã phá xong cái viên thuốc rồi nè. Trời may quá. Còn cái này là mình vô mình lượm luôn mấy cái viên này. Ui mình bị cháy rồi. No. Chạy ra cái đã. Ui có bánh mì hồi máu. Ui mình có chuẩn bị hết rồi, bánh mì hồi máu. No, đừng để chết. Ok, vậy là mình đã phá hủy được viên thuốc rồi anh em ơi. Thì một tí nó con bé gà của mình nó sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Mình phải chui ra ngoài cái đã, lỡ mà con gà nó khép cái miệng lại cái là mình chết luôn á. Ui tí.
bay nào. Ủa, bay không được rồi, té rồi. No. Ok ok, chưa ra được rồi, mày quay coi rồi, giờ mình sẽ đi xuống chờ chờ cho con bé gà của mình nó bình thường trở lại. Bé gà ơi, mày làm ơn mày bình thường trở lại đi, đừng có bị biến khổng lồ mà. La 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 la. Ok thì các bạn ơi, thì các bạn nhớ ngày hôm qua không, con bé gà của mình nó bị biến thành khổng lồ và mình đã lấy cái viên thuốc ra rồi, thì con bé gà của mình nó đã trở lại được như bình thường rồi đây. Để mình đang chuẩn bị đồ để mình trang trí Noel cho bé gà của mình đây, thấy không nè, đây đó. Ui, phải trang trí gắn cái này vào không được ta. Rồi được rồi nè, đó. Thôi đẹp ngay, nhà của bé gà cũng được trang trí Noel nè. Ta ta, trời, thấy không? Bé gà của mình đã trở lại nhỏ như bình thường rồi nè. Thì nó cũng bự hơn xíu, nhưng mà cái này là nó lớn một cách bình thường chứ nó không có bị mà biến thành quá lớn anh em đó. Thì để mình kêu bé gà mình ra cái đã, mình cái bé gà của mình hình như là nó cái kiểu mà nó sợ mình á, mình cầm cục xương nó tưởng mình quýnh nó mới chạy ra. Đây con, đây. Đó, bé gà ơi, đây thì ok. Cảm ơn anh em xem video này, và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt và Timmy để subscribe ủng hộ cho bộ Ba Bá Đạo nha anh em. Ok, và bé gà ơi, chào tạm biệt mọi người con. Chào đi mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi.